Cô chào tất cả các em. Chúng ta lại gặp nhau nè. Hôm nay cô trò mình cùng tìm hiểu sang ngành động vật thứ hai, đó là ngành ruột khoang. Chúng gồm các đại diện như là gì? Thủy tức nè em, sứa ha, hải quỳ nè, san hô và còn nhiều động vật ruột khoang khác nữa ha. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 29, lưu ý thông tin in đậm ở trên cùng. Ruột khoang là một trong các ngành động vật đa bào bậc thấp, cơ thể có đối xứng tỏa tròn. Như vậy em hãy tìm đặc điểm cấu tạo nào của ruột khoang tiến hóa hơn động vật nguyên sinh đã học nè. Đây em, cơ thể của nó là cơ thể đa bào, có nghĩa là cấu tạo gồm nhiều tế bào, phức tạp hơn, còn động vật nguyên sinh thì cơ thể của nó chỉ là một tế bào. Nhưng ruột khoang vẫn là động vật đa bào bậc thấp so với những động vật sau này các em sẽ học ha. Về đối xứng tỏa tròn, thì đối xứng tỏa tròn là đối xứng như thế nào? Đây nha, các em hãy quan sát hình sau nè. Ruột khoang thì đa số chúng có tiếp diện ngang cơ thể của nó là khi chúng ta cắt ra nó là dạng đường tròn mấy em. Và mọi điểm trên đường tròn qua một trục cơ thể đều có cấu tạo đối xứng như nhau. Cơ thể của chúng nhìn từ trên xuống chúng ta thấy nó như một bông hoa vậy mấy em, tỏa tròn xung quanh ha. Đại diện đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu đó là thủy tức ha. Các em hãy quan sát hình nè, kết hợp với thông tin ở sách giáo khoa. Cho biết nơi sống của thủy tức ở đâu nè. Thủy tức sống trong môi trường nước ngọt như là ở các giếng, ao, hồ, nơi mà nước trong và lặng nhé. Và nó thường bám vào những cây thủy sinh như là gì? Rau muống nè, bèo tắm nè, hoặc là những cây rong mà sống ở trong môi trường nước ha. Và ở đây cô muốn hỏi các em rằng là khi chúng ta quan sát bằng mắt thường trong nước á, chúng ta có thể phát hiện được thủy tức hay không nè? Chúng ta có thể phát hiện được nhé mấy em, bởi vì kích thước của nó dao động từ 0,3 cho đến 1,5 cm khi trưởng thành, thì đối với kích thước này thì mắt thường chúng ta có thể phát hiện nó được ở trong nước ha. Tuy nhiên mà để quan sát rõ về cấu tạo trong á, thì chúng ta phải quan sát dưới kính hiển vi thì mới quan sát rõ hơn. Đây là bốn nội dung chính chúng ta cần tìm hiểu, đó là tìm hiểu về hình dạng ngoài và cách di chuyển, thứ hai là tìm hiểu về cấu tạo trong, thứ ba là hình thức dinh dưỡng và cuối cùng đó là khả năng sinh sản của thủy tức như thế nào. Chúng ta đi vào phần 1 các em, hình dạng ngoài và cách di chuyển. Các em hãy quan sát hình 8.1 ở sách giáo khoa kết hợp với cái hình ở trên cái clip này ha. Thì em thấy nè, đây là cơ thể của thủy tức phóng lớn lên để chúng ta dễ dàng quan sát. Thì hình dạng của nó là có hình thân của nó có dạng hình trụ dài. Nè, phía dưới có đế để giúp cho nó bám. Bên trên cùng có lỗ miệng, xung quanh lỗ miệng là có các tua miệng. Ở giữa là phần thân, có các chòi con. Đây là về hình dạng bên ngoài, các bộ phận bên ngoài của thủy tức. Các em hãy ghi nội dung chính này vào. Về di chuyển thì thủy tức di chuyển có những kiểu di chuyển nào? Các em hãy quan sát hình 8.2 ở trang 29. Đây là cách di chuyển thứ nhất, đó là kiểu sau đo. Kiểu sau đo nó cơ thể của nó hoạt động ra sao nè. Các em quan sát kỹ ha. Đầu tiên đó là đế sẽ làm điểm tựa để bám vào giá thể ha. Thứ hai là nó sẽ nghiêng thân về phía trước và tua miệng sẽ bám vào giá thể. Bước thứ ba, nó sẽ làm gì? Nó sẽ nhấc cái đế của nó tiến sát đến tua miệng. Như vậy kết quả đến đây thì nó đã dùng chiều dài cơ thể của nó để đo từng đoạn đường mà nó đi được. Và bước thứ tư là nó sẽ trở lại cái động tác ban đầu. Đấy là kiểu di chuyển kiểu sau đo của thủy tức. Kiểu thứ hai đó là kiểu lộn đầu. Có gì khác so với kiểu sau đo ha? Thì bước 1 nó cũng giống như ở kiểu sau đo, đó là đế sẽ làm điểm tựa em, nó sẽ bám vào giá thể ha. Thì bước thứ hai khi muốn di chuyển thì nó sẽ nghiêng phần thân của nó về phía trước và tua miệng bám vào giá thể. Bước thứ ba thì tua miệng của nó làm điểm tựa và nó nhấc thân và đế của nó lên cao và xoay một vòng khoảng là 180 độ.
Và nó sẽ chuyển sang bước thứ tư, đó là đế nó sẽ bám vào giá thể làm điểm tựa và tiếp tục nhấc phần thân và tua miệng của nó lên cao và tiếp tục xoay một vòng nữa. Được chưa nào? Đấy là kiểu lộn đầu, giống như những người mà xiếc nhào lộn em, người ta gọi là lộn đầu á. Đó là hai kiểu di chuyển của thủy tức rất là chậm chạp, đó là kiểu sâu đo hay là lộn đầu. Thì đôi khi trong môi trường tự nhiên, thủy tức còn có thể là thả mình trôi theo dòng nước nữa em. Đây các em ghi nội dung phần di chuyển ha, có hai kiểu di chuyển. Chúng ta chuyển sang phần 2, tìm hiểu về cấu tạo trong. Theo em thì để quan sát được cấu tạo bên trong cơ thể của một sinh vật nào đó thì người ta phải làm gì nè? À, người ta sẽ tiến hành là giải phẫu chúng ra ha. Thì đối với con thủy tức thì người ta tiến hành là bổ dọc nó ra. Đây là lát cắt dọc cơ thể của thủy tức. Và tiến hành bổ ngang cơ thể, đây là lát cắt ngang cơ thể của thủy tức. Và người ta đem soi dưới kính hiển vi thì thấy rằng là thành cơ thể của nó gồm có hai lớp tế bào. Lớp bên ngoài đó là lớp tế bào ngoài bao phủ bên ngoài cùng. Lớp bên trong đó là lớp tế bào trong ha. Và hai lớp này nó được ngăn cách với nhau bởi một tầng keo mỏng nằm ở giữa. Đây các em. Và trong cùng các em quan sát ha, đây chính là khoang ruột hay còn gọi là ruột túi. Tại sao gọi là ruột túi nè? Bởi vì nó chỉ có một lỗ miệng thông với ngoài duy nhất mà thôi ha. Em hãy quan sát tiếp bảng ở trang 30. Thì bảng này chúng ta không học chi tiết nữa nha các em, bởi vì chúng ta được giảm tải. Tuy nhiên ở đây cô cũng sẽ giới thiệu cho các em một số loại tế bào mà trong cơ thể của thủy tức đã có sự phân hóa, có nghĩa là mỗi loại tế bào đó giữ một cái chức năng riêng biệt ha. Thì em thấy là đây là lát bổ dọc, thì trong đó người ta soi thấy rằng là có những loại tế bào như sau. Đó là tế bào gai. Nói qua về tế bào gai ha, thì tế bào gai em thấy là mỗi tế bào của nó có một cái gai cảm giác nhô ra phía ngoài. Ở bên trong có một túi chứa chất độc thông với một cái ống rỗng lò xo lộn ngược vào bên trong. Thì khi mà cái gai cảm giác này nó tiếp nhận kích thích, ví dụ như nó chạm phải con mồi, thì cái ống rỗng lò xo này nó sẽ hoạt động, nó sẽ phóng lộn ngược ra phía ngoài mang theo chất độc tiêm vào trong con mồi để làm cho con mồi bị tê liệt. Và tế bào gai này tập trung nhiều nhất đó là ở các tua miệng của thủy tức. Tế bào thần kinh thì ở ruột khoang, ngành ruột khoang là động vật đầu tiên xuất hiện hệ thần kinh em, đó là hệ thần kinh dạng mạng lưới, còn rất là đơn giản ha. Tế bào sinh sản được hình thành khi nào? Khi cơ thể của nó trưởng thành, có khả năng sinh sản ha. Tế bào mô cơ tiêu hóa, đây là loại tế bào lót ở mặt trong của thành cái lớp tế bào bên trong, nó tiếp xúc với lại cái khoang tiêu hóa đó em. Và tế bào mô bì cơ là nó bao bọc bên ngoài cơ thể ha. Đấy, như vậy thì về mặt cấu tạo thì ngành ruột khoang ở đây là thủy tức có cấu tạo tiến hóa hơn so với động vật nguyên sinh, đó là cơ thể của nó có nhiều tế bào và có một số tế bào đã phân hóa, đã có sự phân hóa để giữ những cái chức năng riêng biệt. Và đây nội dung chính của phần 2, các em hãy ghi vào trong vở của mình. Chúng ta chuyển sang phần 3. Tìm hiểu về quá trình dinh dưỡng của nó. Sau đây các em hãy xem clip ngắn về quá trình bắt mồi của thủy tức. Các em lưu ý xem là thủy tức đưa mồi vào miệng bằng cách nào ha. Tiếp theo sau đây các em sẽ làm trả lời một số câu hỏi ở sách giáo khoa trang 31 phần lệnh phần 3 La Mã nha. Câu hỏi đầu tiên đó là thủy tức đưa mồi vào miệng bằng cách nào nè. Thì qua clip các em vừa xem á cũng thấy rất là rõ ha. Thì khi thủy tức này nó đói á thì cơ thể của nó, đặc biệt là các tua miệng em, kéo dài ra và nó quờ quạng khắp xung quanh để làm gì? Để tìm con mồi. Thì khi mà tua miệng nó chạm phải con mồi thì lập tức tế bào gai nó sẽ hoạt động.
Cái ống rỗng lò xo đó mang theo chất độc, nó lộn ngược ra phía ngoài và tiêm vào trong con mồi, thì con mồi nó sẽ bị tê liệt bởi cái chất độc đó. Thì lúc này nó sẽ dùng tua miệng quấn lấy con mồi và đưa thức ăn vào trong miệng của nó. Như vậy em thấy là thủy tức bắt mồi bằng tua miệng đúng nè, và đưa mồi vào miệng nhờ vào các tua miệng đó. Như vậy đến đây chúng ta có thể giải thích được rằng là tại sao các tế bào gai thường tập trung nhiều ở các tua miệng ha, bởi vì nó giúp cho quá trình bắt mồi của thủy tức. Câu số 2 nè, nhờ loại tế bào nào mà cơ thể của nó tiêu hóa được con mồi nè? Các em lưu ý ha, đó là loại tế bào mô cơ tiêu hóa nha, nó lót ở nhiều nhiều ở mặt trong của khoang ruột để giúp tiêu hóa thức ăn. Thủy tức chỉ có một lỗ miệng thông với ngoài duy nhất mà thôi, kiểu ruột túi đó em, thì chúng thải bã bằng cách nào nè? Các em lưu ý ha, thì miệng của nó vừa là nơi lấy thức ăn vào cũng là nơi thải chất bã ra ngoài. Trao đổi khí nhờ đâu nè? Nó chưa có cơ quan hô hấp cho nên sự trao đổi khí thực hiện qua thành cơ thể. Các em quan sát ha, nó sẽ nhận vào là khí oxy và thải ra môi trường là khí carbonic thông qua thành cơ thể của chúng. Ha, thì đây là toàn bộ quá trình dinh dưỡng của thủy tức. Các em hãy ghi nội dung chính phần dinh dưỡng vào ha. Chúng ta chuyển sang phần thứ tư, đó là tìm hiểu về quá trình sinh sản của chúng. Đây các em, cô sẽ giới thiệu cho các em một hình thức sinh sản mọc chòi ở thủy tức. Các em hãy theo dõi đoạn clip sau ha. Chòi con đã tách khỏi cơ thể của thủy tức mẹ ha, thì nó có khả năng tìm được thức ăn. Và nó bắt đầu sống tự lập ha. Như vậy hình thức sinh sản đầu tiên đó là sinh sản vô tính theo kiểu là mọc chòi. Khi mà cái điều kiện môi trường có đầy đủ nguồn thức ăn thì thủy tức lớn rất là nhanh. Trên thân của nó sẽ mọc ra nhiều chòi con. Và chòi con này khi mà lớn lên đến một kích thước nhất định có khả năng bắt được con mồi thì nó sẽ tách rời cơ thể mẹ và sống độc lập. Đó là hình thức mọc chòi ở thủy tức. Hình thức sinh sản thứ hai đó là sinh sản hữu tính, có sự hình thành nên tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái. Khi mà điều kiện môi trường hiếm thức ăn thì nó sẽ sinh sản hữu tính em. Trên thân của thủy tức nó sẽ hình thành nên những cái tuyến tinh nằm ở phía trên cơ thể và những cái tuyến trứng thì nằm ở phía dưới cơ thể. Thì khi mà cái tuyến tinh nó chín đó, nó sẽ phóng thích ra những cái tinh trùng sẽ bơi lội trong nước và tìm đến thụ tinh cho trứng của thủy tức khác. Đấy là hình thức sinh sản hữu tính. Thì khi mà trứng được thụ tinh thì trứng nó sẽ phân cách nhiều lần em để hình thành nên một cơ thể mới ha. Và nó có khả năng tái sinh. Tái sinh có nghĩa là như thế nào? Có phải là nó chết đi rồi nó sống lại hay không? À không mấy em ha. Thì ở đây là ví dụ do một cái trường hợp nào đó, một cái tai nạn nào đó thì cơ thể của nó bị đứt ra thành ba đoạn đi, như trên hình ha. Thì mỗi đoạn như vậy nó sẽ tái tạo lại những phần cơ thể của nó đã bị mất đi. Như vậy nó sẽ cho ra là ba cơ thể mới ha. Đó là hình thức tái sinh ở thủy tức. Đây, ba hình thức sinh sản ở thủy tức, các em hãy ghi nội dung này vào trong vở của mình. À, như vậy bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em hãy ghi chép đủ nội dung của bài, làm đủ những yêu cầu, những câu hỏi ở trong cái list bài giảng mà cô yêu cầu. Em học bài và đọc mục Em có biết ở sách giáo khoa trang 32 nè. Chuẩn bị trước cho cô bài số 9, đó là về sự đa dạng của ngành ruột khoang. Cô mến chào tất cả các em.